có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Sydney, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối bởi công ty Sydney Tissue và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone 0478 807 907. VietTV Australia xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chứng hôn nhân đầu tiên của người Việt tại Úc từ năm 1984. Nếu quý vị có nhu cầu về chứng hôn nhân, xin liên lạc ông Đoàn Việt Trung qua số 0400 466 848. Xin lưu ý, theo luật của Úc, nếu muốn ký hôn thú phải báo trước 1 tháng. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt TV Australia, chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi là Ngân hàng Chữ Kim RBA sẽ công bố quyết định về lãi suất, mà kết quả theo dự phóng của các chuyên gia là lãi suất sẽ không gia tăng. Nhưng những người có nợ thế chấp sẽ phải chờ đến cuối năm mới có cơ hội nhìn thấy lãi suất giảm hạ. Trong sinh hoạt tài chính, thị trường chứng khoán tại Úc cũng như trên toàn thế giới đã chìm trong biển máu trong phiên giao dịch ngày hôm qua, sau khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng tại Hoa Kỳ. Tại Victoria, liên đảng đối lập lần đầu tiên nhận được sự ủng hộ của cử tri ngang bằng với mức ủng hộ dành cho chính phủ lao động sau 7 năm. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Ba, ngày 6 tháng 8 năm 2024 của VietTV Australia. Đầu tiên là tin sinh hoạt tài chính, thị trường chứng khoán Úc Châu chìm trong biển máu. Nỗi lo suy thoái ở Hoa Kỳ đã khiến thị trường chứng khoán ASX tại Úc lao dốc, khiến các nhà đầu tư bị mất hơn 100 tỷ đô la trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Việc chỉ số ASX giảm mạnh hơn 3% trong phiên giao dịch hôm qua thứ Hai đã khiến nước Úc có 2 ngày liên tiếp mà thị trường chứng khoán đã rơi vào tình trạng tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Sau khi thị trường đã giảm 2,1% trong ngày thứ Sáu. Trong số các tập đoàn lớn, thì cổ phiếu của Qantas và tứ trụ ngân hàng đều đã bị giảm hơn 4%, trong khi Wesfarmer cũng bị giảm gần 3,5%. Riêng Woolworths và Coles lần lượt giảm ở mức 2,5% và 1,5%. Theo nhà kinh tế trưởng của công ty kiểm toán Ernst & Young, thì tâm lý tiêu cực về tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tình trạng thất nghiệp gia tăng lên mức 4,3%, mức thất nghiệp cao nhất trong 3 năm, đã phần nào tác động đến thị trường chứng khoán tại Úc. Trong khi đó, các nhà kinh tế của Goldman Sachs còn gia tăng khả năng về việc nền kinh tế Hoa Kỳ có nguy cơ rơi vào suy thoái từ 15% lên 25%. Tuy nhiên, thị trường ASX 200 không đơn độc, vì tại Tokyo, thị trường Nikkei 225 cũng bị giảm 12,5%. Và hôm qua cũng là ngày tồi tệ nhất kể từ thứ Hai đen tối hồi năm 1987. Trong khi thị trường Nasdaq của Mỹ cũng giảm hơn 3% và thị trường Dow Jones giảm gần 1%. Cũng tin sinh hoạt tài chính, thuế rượu bia tại Úc tăng thêm 2% kể từ hôm qua 5 tháng 8. Thuế rượu bia đã tăng lần thứ nhì trong 12 tháng qua và trung bình giá 1 lít bia tại Úc là 104 đô la. Đây là mức giá đắt đỏ hàng thứ ba trên thế giới. Và điều này đã khiến hầu hết các nhà máy sản xuất bia cũng như những người thích uống bia đều bị thiệt thòi. Ông Jack Michael, giám đốc nhà máy sản xuất bia Bellarine ở Drysdale, Victoria, cho biết mức thuế hiện cao hơn 25 đô la một lít so với thời điểm công ty bắt đầu hoạt động vào năm 2015, khiến doanh nghiệp của ông khó có thể duy trì. Vì các địa điểm bán lẻ bia rượu không còn cách nào khác ngoài việc chuyển chi phí gia tăng sang cho người tiêu dùng, khiến một cốc bia trở nên quá đắt đỏ. Trong khi đời sống tại Úc thì vô cùng khó khăn, người dân luôn phải tiết kiệm, vì vậy mà việc kinh doanh đã trở nên rất bấp bênh.
Tổng giám đốc điều hành của Hiệp hội chuyên sản xuất bia rượu Paul McLeay đã kêu gọi chính phủ đóng băng mức thuế, vốn đã tăng hơn 20% kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Ông McLeay cho biết, mức tăng mới nhất sẽ có nghĩa là người uống bia sẽ phải trả thêm $4 tiền thuế bia rượu khi mua một cốc bia tươi tại Úc. Theo dữ liệu mới nhất từ ASIC, thì các doanh nghiệp dịch vụ khách sạn hiện đang phải đối mặt với tình hình hoạt động khó khăn về tài chính. Và trung bình, một trong số 13 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú của Úc được dự báo sẽ khai phá sản trong năm tới. Tin đời sống đắt đỏ, người vay thế chấp phải chi gần 45% thu nhập cho các khoản vay. Theo nghiên cứu mới của công ty tài chính Canstar, thì hầu hết những người đang có nợ thế chấp đều đang trong tình trạng căng thẳng, khi mà phải chi tới 45% thu nhập để trả các khoản vay ngân hàng. Ngoài ra, chi phí cho bảo hiểm, điện năng, xăng dầu và thực phẩm, tất cả đều rất đắt đỏ, khiến nguy cơ phá sản từ các gia đình đang có nợ thế chấp ở mức cao chưa từng thấy. Chuyên gia tài chính Steve Mickenbecker của Canstar cho biết, ngay cả một lần cắt giảm lãi suất tiền mặt mà hai trong số tứ trụ ngân hàng dự báo là sẽ diễn ra sớm nhất là vào tháng 11 năm nay, cũng sẽ không đủ để giúp người có nợ thế chấp tránh khỏi nguy hiểm. Theo ông Mickenbecker, thì nhiều người vay thế chấp đã tối đa hóa khoản vay của mình lên mức cao nhất có thể chi trả được, ngay trước khi ngân hàng chữ kim RBA bắt đầu tăng lãi suất tiền mặt vào tháng 5 năm 2022. Và đây là nhóm người đang trong tình thế căng thẳng nghiêm trọng vì có thể dẫn đến việc phải khai phá sản. Cũng theo nhận xét của chuyên gia này, thì những cặp vợ chồng có thu nhập trung bình hầu hết đều đã vay ngân hàng ở mức cao nhất hồi tháng 4 năm 2022. Và do đó những gia đình này phải sử dụng đến 31,59% thu nhập để trả nợ, cao hơn một chút so với mức tối đa là 30%. Trong khi với gia đình có thu nhập là $184,000 một năm, thì việc trả nợ thế chấp hiện đang chiếm tới 44% thu nhập. Và rõ ràng đây là những trường hợp vô cùng nguy hiểm. Với việc các ngân hàng lớn dự đoán sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào trước tháng 11 là thời điểm sớm nhất, và trong tình trạng bi quan, thì việc giảm thuế sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2025. Điều này có nghĩa là nhiều người đi vay sẽ phải sống trong căng thẳng trong một thời gian khá dài. Sau đây là tin từ Victoria. Thăm dò cử tri, đối lập lần đầu tiên ngang bằng với chính phủ lao động kể từ năm 2017. Cuộc thăm dò công luận mới của công ty Redbridge cho thấy, lần đầu tiên sau 7 năm, Liên đảng Tự do Quốc gia đã có tỷ lệ cử tri ủng hộ ngang bằng với chính phủ lao động. Cuộc thăm dò mới nhất của Redbridge đã cho thấy sự tức giận của cử tri đối với việc cắt giảm chi tiêu cho y tế của chính phủ lao động, đã khiến tỷ lệ ủng hộ ưu tiên của hai đảng bị chia rẽ 50-50, lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2017. Cuộc khảo sát với sự tham gia của 1.514 cử tri từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, qua đó cho thấy 31% cử tri cho biết sẽ bỏ phiếu cho chính phủ lao động nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay bây giờ, trong khi tỷ lệ ủng hộ bỏ phiếu sơ bộ dành cho liên đảng đối lập do ông John Pesutto lãnh đạo đã tăng vọt lên 40%. Kết quả này là một đòn giáng mạnh vào chính phủ Jacinta Ardern sau khi đã giành được 36,6% phiếu bầu sơ bộ tại cuộc bầu cử tiểu bang hồi năm 2022, khiến ông Daniel Andrews trở thành thủ hiến liên tiếp trong 3 nhiệm kỳ, với tỷ lệ sau cùng là 55 dành cho lao động và 45 dành cho đối lập. Ông Kos Samaras, cựu chiến lược gia của Đảng Lao động cho biết, chính quyền Ireland có thể thoát khỏi mức nợ cao miễn là không dẫn đến việc cắt giảm dịch vụ. Nhưng giờ đây, khi nó đang ảnh hưởng đến hệ thống y tế, thì chính quyền đang bắt đầu phải trả giá. Ngoài ra, cuộc thăm dò của Redbridge cho thấy, Đảng Lao động đang phải vật lộn với các cử tri di cư và khu vực, cũng như những người có thu nhập thấp và chủ nhà. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đang phải chịu sự dao động ở thành trì truyền thống của mình là các vùng ngoại ô phía tây Melbourne. Cũng tin từ Victoria, một phụ nữ người Việt đã tử vong sau khi bị xe tải tông ngày hôm qua. Bà Yến Nguyễn, một bà mẹ ba con gốc Việt ở Melbourne, đã thiệt mạng trong vụ va chạm kinh hoàng với xe tải ngày hôm qua khi bà đang trên đường từ nhà đến lò bánh mì. Thông tin từ đài số 9 cho biết, bà Yến trong lúc đang lái xe đến tiệm bánh mà cô và chồng đã sở hữu trong gần 30 năm, vào khoảng 6 giờ sáng hôm qua thứ hai thì đã bị một chiếc xe tải đâm phải ngay tại ngã tư Đông Đúc, Manningham và Bullen Road ở Bullen phía đông bắc thành phố. Vụ tai nạn đã khiến bà Yến tử vong ngay tại hiện trường.
người bạn thân nhất của bà và cũng là hành khách ngồi trên xe đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Tài xế xe tải, một người đàn ông 28 tuổi từ Woolert, đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Con gái của bà Yến, Cathy Lee, cho biết mẹ cô là một người phụ nữ tốt bụng, ngọt ngào, giản dị và luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người. Các thám tử của đơn vị điều tra hiện đang tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn kinh hoàng này. Chuyển sang New South Wales, công chức được lệnh quay trở lại văn phòng làm việc. New South Wales Government được mệnh danh là nhà tuyển dụng lớn nhất nước Úc với hơn nửa triệu nhân viên. Ngày hôm qua đã ra lệnh cho tất cả nhân viên phải quay lại văn phòng làm việc, chấm dứt chuỗi thời gian được làm việc tại nhà. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt, thì những nhân viên này vẫn có thể được làm việc tại nhà nếu có lý do chính đáng. Tính đến cuối năm 2023, hơn 450.000 người đã được tuyển dụng vào dịch vụ công của New South Wales. Các hình thức làm việc linh hoạt trong lĩnh vực công đã trở nên phổ biến hơn kể từ năm 2019, tức là thời điểm xảy ra đại dịch, nhằm giúp thu hút và đào tạo thêm nhân tài, đặc biệt giúp những người phụ nữ hoặc những người có trách nhiệm chăm sóc gia đình vẫn có thể vừa làm vừa chu toàn trách nhiệm. Trong thư gửi cho toàn thể nhân viên ngày hôm qua, đại diện văn phòng thủ hiến nêu rõ, làm việc tại nhà đã khiến nhiều công chức khi bắt đầu sự nghiệp của mình đã không được hưởng lợi từ việc học hỏi trực tiếp từ những người đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, bức thư này cũng xác nhận không gian văn phòng vốn được chi trả bằng tiền công quỹ của người đóng thuế nhưng lại đang bị bỏ trống là một điều không thể chấp nhận được. Cuối cùng là tin an ninh quốc phòng. Thủ tướng Albanese nâng mức đe dọa khủng bố từ có thể lên thành khả năng xảy ra. Ngày hôm qua thứ Hai 5 tháng 8, Thủ tướng Anthony Albanese cùng với Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc nội ASIO, ông Mark Burgess, đã cùng xuất hiện tại Canberra để thông báo nâng mức đe dọa khủng bố lên mức có khả năng xảy ra, tương đương từ mức trung bình lên mức cao. Và đây cũng là mức độ cảnh báo mà nước Úc đã sử dụng hơn 8 năm trước và sau đó đã hạ cảnh báo vào tháng 11 năm 2022. Nhưng nay thì cảnh báo lại gia tăng. Tuy nhiên, Thủ tướng Albanese cũng đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là mối đe dọa khủng bố không thể tránh khỏi. Các nguồn tin tình báo cho biết, quyết định nâng mức đe dọa này không bị chi phối bởi tổ chức đơn lẻ nào, mà do nguy cơ gia tăng chung ở Úc cũng như trên thế giới. Nguồn tin cũng nêu ra, sự gắn kết xã hội đang bị đe dọa và các vấn đề thời hậu COVID-19 càng nghiêm trọng hơn bởi tác động của cuộc xung đột Israel-Hamas. Mặc dù kể từ sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm 2023, các tư tưởng cực đoan gia tăng nhanh chóng tại Úc. Thế nhưng ông Mike Burgess cho biết, các cuộc điều tra khủng bố tại Úc vào năm ngoái cho thấy tình hình tại giải Gaza không phải là nguyên nhân dẫn đến các âm mưu khủng bố tại Úc. Vấn đề đáng chú ý là số lượng thanh niên có tư tưởng cực đoan đang gia tăng và các hoạt động cực đoan trên mạng và mạng xã hội cũng tăng, khiến cho giới trẻ dễ dàng tiếp cận với những tư tưởng này. Trong bối cảnh này, Thủ tướng Albanese cho biết Canberra đang tiếp tục gia tăng sức ép để các mạng xã hội gia tăng trách nhiệm trong việc ngăn chặn các thông tin kích động bạo lực, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các chương trình can thiệp để ngăn chặn và hỗ trợ thanh niên từ bỏ tư tưởng cực đoan. Trong khi đó, lời khuyên của ông Mike Burgess trong cuộc họp báo ngày hôm qua là người Úc nên cảnh giác chứ không nên hoảng sợ. Bên cạnh đó, ông Burgess cũng cho biết ông đã cảnh báo xung đột ở Trung Đông có thể gây căng thẳng ở Úc vào tháng 10 năm ngoái. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào 3 giờ